Thông báo nhanh số 93 của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 Bà Rịa Vũng Tàu. Bản tin cập nhật đến 18 giờ ngày 3 tháng 8 năm 2021. Tính từ 12 giờ đến 18 giờ ngày 3 tháng 8 năm 2021, không ghi nhận ca mắc mới. Số lượng ca mắc ghi nhận tính từ ngày 28 tháng 6 đến nay là 1.551 ca, trong đó 62 ca đã khỏi bệnh. Số ca đang điều trị là 1.489 ca. Đang tiến hành khẩn trương truy vết các F1, F2, F3. Số người đang cách ly tập trung 2.775 trường hợp, tăng mới vào 15, giảm hoàn thành cách ly 90. Hiện nay dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát, số ca mắc ghi nhận đang giảm nhanh. Tuy nhiên, để tiến tới khống chế hoàn toàn dịch bệnh, tỉnh đã áp dụng các biện pháp siết chặt hơn việc thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, tập trung toàn lực cho công tác phòng chống dịch. Ban chỉ đạo tỉnh đề nghị người dân đồng lòng chấp hành nghiêm các quy định về giãn cách xã hội, tuân thủ tốt các biện pháp phòng chống dịch đang triển khai tại địa phương. Để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch trong khu cách ly, phong tỏa, công tác tuyên truyền cần được đẩy mạnh song song với việc tiến hành phun khử khuẩn các nhà có ca F0, F1, phân công cụ thể trách nhiệm người làm nhiệm vụ ở các chốt kiểm soát của vùng phong tỏa, giám sát hàng ngày về sức khỏe của các trường hợp F2, yêu cầu tập trung siết chặt các giải pháp đồng bộ trong công tác đảm bảo an ninh an toàn, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quy định giãn cách, tuyệt đối không để xảy ra lây nhiễm chéo. Tại các phòng cách ly hàng ngày, người cách ly phải chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch trong các khu cách ly tập trung, nhất là việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, không tụ tập, không sang phòng khác, tự vệ sinh lau sàn nhà, các bề mặt tiếp xúc, gom rác thải vào thùng rác theo quy định, thường xuyên rửa tay với xà bông và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn. Khi đến bữa ăn, mọi người cần chú ý giãn cách, hãy chia sẻ thông tin chính thống và đấu tranh với các thông tin sai lệch gây hoang mang dư luận.